Xong. Trời ơi, bình thường đếm có mấy tiếng là xong. Hôm nay đếm tiền từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng mới xong. Thu nhập khổ. Buông ra. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Nè, đừng có thấy già có tiền rồi bắt đầu ha có ý định rồi là cướp đoạt rồi giết người cướp của đúng không? Nè, ở tù mọt không nghe chưa? Giúp vật, vật trả ơn. Giúp người, người trả oán. Biết tụi con giúp gì thu nhập khủng chi mà giờ dì nói tụi con bần cùng xin đạo tặc. Uổng công tụi con thức cả đêm canh cho dì đếm tiền. Bây giờ dì nói như vậy. Lòng người khó đoán. Tôi chỉ sợ hả? Đạo tặc nó vô nó uy hiếp dì chà, xong rồi nó cướp hết tiền của dì chà. Giờ sau đó và sau đó nó cướp đi nhan sắc của chà. Có không? Có đứa nào vô cướp sắc chà không? Chắc không có đâu chà. Con đừng có nói vậy, chà cũng có giá lắm chứ bộ. Thôi đóng quán đi, đi ngủ nghỉ. Chốt đây. Chết rồi, bây giờ làm sao đây cha? Trời ơi. Cha, mọi người làm gì vậy? Ai vậy? Giọng quen quá. Ai vậy? Ủa? Chị Quỳnh. Trời ơi. Mọi người làm gì vậy? Trời ơi. Quỳnh. Hả? Bỏ xuống xuống đi. Quỳnh nha. Quỳnh đừng làm như vậy. Dù gì mình cũng ở chung với nhau bao nhiêu lâu nay, cũng có tình nghĩa với nhau. Muốn thì nói chà cho. Nè. Đây nè. Cho đại đi. Quỳnh ơi, mình cũng diễn viên nổi tiếng xinh đẹp mà Quỳnh. Bỏ xuống xuống đi Quỳnh, có gì mình từ mình nói chuyện Quỳnh. Quỳnh mình ơi. Mình đừng có. Trời ơi. Có thương không chà? Trời máu đỏ hết áo chà. Máu loang đỏ hết quần áo của chà luôn nè. Trời ơi, chà tỉnh lên đi chà. Chà nói gì đi? Tôi cực khổ kiếm tiền để làm gì? Cuối cùng chết cũng có mang theo được đâu. Thôi tụi con giữ mà xài đi. Nè, chia nhau ra mà xài. Trời ơi, quá trời, quá đất trời. Chà ơi, em nhớ em mới là diễn viên nè. Chứa gì mà chà diễn quá diễn vậy? Súng giả có gì đâu. Ủa, súng giả hả? Ủa, sao chà nghe đau đau vậy ta? Chà đau đau gì? Chà tự tưởng tượng ra. Ủa, gì hả? Vậy thôi, trả tiền đây. Nãy chà có đưa cho con cái gì đâu. Xạo nha, nha. Mặt mày xinh đẹp mà xạo nha. Đưa đây, trả đây. Tao đếm không sót một tờ, đưa đây. Dạ, tiền nào? Đưa đây. Nè. Dễ ăn của tao à, con kia còn lòi 200 nghe, trả đây. Giỡn chút thôi. Ai ngờ cái nào cũng tham tiền hết trơn á trời. Rồi thấy em cực khổ khiêng cái bọc nặng hả? Cái chục ký không ai ra phụ, chạy rần không biết chạy vụ gì luôn. Rồi làm cái gì mà đi từ ngoài vô xách súng vô đây vậy? Hả? Cái này đạo cụ diễn người ta bị đạo diễn chê diễn không có được, thành ra phải đem cái súng về tập nè. Trời ơi, xách súng đi rồi ngồi ở ngoài đường kiểu đó có ngày nha, có ngày bị bắt đó nha. Có ngày gì? Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.